Như chúng ta đã biết, cuộc sống là cho đi và nhận lại. Mỗi một ai cho đi một thứ gì đó đều nhận lại được quả ngọt. Đó là những điều ngọt ngào mà cuộc sống mang lại cho chúng ta. Nếu ta cho đạo đức thì ta sẽ nhận lại được yêu thương, cho vật chất nhận tinh thần, cho thông tin nhận niềm tin, cho từ thiện nhận an lành và vân vân. Và còn rất nhiều việc cho đi và nhận lại trong cuộc sống của mỗi người. Cho và nhận luôn làm nhân quả cho nhau, cả vật chất, niềm tin và văn hóa. Suy đến cùng, tất cả mọi người cho mình hôm nay đều là những thứ mình phải trao cho mọi người từ trước. Bởi tất cả những gì cho đi đều còn mãi với lòng người và thời gian. Cuốn sách Cho và Nhận, bài học từ cuộc đời, phản ánh một phần công việc thầm lặng và nhân văn đó. Cuốn sách Cho và Nhận, bài học từ cuộc đời của tác giả Lê Doán Hợp, do nhà xuất bản Phụ Nữ ấn hành năm 2021, có độ dày 200 trang, in trên khổ 21cm. Nội dung cuốn sách gồm 8 phần, mỗi phần kết nối với một bài học cho và nhận khác nhau, với những môi trường khác nhau như bài học từ nhà trường, bài học từ sách, bài học từ thế hệ đi trước. Mỗi độc giả sẽ tìm thấy những điều thích thú của riêng mình với những đúc kết của tác giả qua các chuyến đi của nước ngoài, tính cách vùng miền, những câu chuyện trong quân ngũ của tác giả mang đến cảm giác tin yêu, tự hào đối với các anh bộ đội Cụ Hồ. Đồng thời, thông qua cuốn sách, tác giả mong thế hệ trẻ hãy đón nhận sách hay để có nhiều trí tuệ tốt hơn, là hành trang mang theo mình trong suốt chặng đường của con người. Không những vậy, thông qua cuốn sách sẽ nói lên một điều, đó là khi chúng ta cho đi cũng chính là khi được nhận lại. Người nhận không còn đơn thuần đưa tay ra và nhận lấy, mà ngay cả người cầm món quà đó cho đi cũng nên biết ơn người nhận. Biết ơn họ đã cho phép mình được san sẻ yêu thương, cho phép mình quan tâm chăm sóc, hay cho phép mình làm điều mình thực sự muốn làm. Hãy cứ yêu thương, mỉm cười và hướng về tương lai với tham vọng của mình, với những người mình hướng mộ và trân trọng. Cuộc đời này nói ngắn không ngắn, bảo dài lại không quá dài. Nó là hành trình của sự yêu thương và sự trưởng thành của những cảm xúc, những trải nghiệm, và cũng nhiều hơn những hành trình mà tự bản thân mình đưa tới vùng đất mới, khám phá xung quanh cũng như khai phá chính bản thân mình. Với những thông điệp đó, qua cuốn sách Cho và Nhận, bài học từ cuộc đời sẽ giúp các bậc làm cha, làm mẹ có thể tìm thấy những bài học về việc nuôi dạy con. Những người đang nuôi ước mơ hay đang giữ chức vụ cao có thể tìm thấy những bài học trong công tác quản lý, đào tạo cán bộ, dám làm, dám chịu, cũng như cách ứng phó với các vụ việc phức tạp trong cuộc sống. Tác giả mong thế hệ trẻ hãy đón nhận sách hay để có nhiều trí tuệ tốt hơn và thành công trong cuộc sống. Luôn biết cho đi và nhận lại một cách chân thành và sống với những mục tiêu nhất định của cuộc sống. Xin trân trọng giới thiệu.